xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện tại bây giờ là 7:35 ngày 7 tháng 11 2024. Ba mẹ gò hiện tại đang có mặt ở đây là 628 đường Hậu Giang. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 26 độ C, khoảng tầm đâu đó 79 độ F đó bà con. Hôm nay trời nó mát hơn hôm qua chút xíu. Sài Gòn vào mùa này là mùa bắt đầu lạnh rồi bà con nè. Mình cảm thấy khi trời nó mát mẻ lắm, nắng thì có nắng nhưng mà nó sẽ không có làm cho mình đổ mồ hôi. Nhưng mà cái không khí này nó chỉ kéo tầm đến khoảng 10 giờ thôi nha bà con, 9-10 giờ thôi, rồi sau đó bắt đầu là nóng kinh khủng luôn. Rồi tình hình thì mấy ngày nay là Sài Gòn đang ở trong cái mùa ngập nước, là tức có nghĩa là chiều cường đó bà con. Bà con của bác sẽ thấy những cái con đường nó bị ướt rồi nè. Là do ảnh hưởng bởi những cái chiều cường á, mà nếu mà chiều tối mà nó kết hợp với mưa nữa là thôi, là thấy ông bà nội luôn. Người dân đi làm về cái mà không hiểu sao chiều cường nó cứ kết hợp hay lắm mà con, nó tâm ngay tay sáng sớm đi làm và chiều tầm ra về không à, nó lệch đi chút xíu cũng đỡ. Cho nên tầm mà buổi chiều chiều tới tối mà mưa một cái nữa là thôi, là đó là thảm cảnh của dân Sài Gòn à, người ta ngán lắm bà con. Nhưng mà nói gì nói chứ bây giờ nếu mà xét về cái vấn đề nhập đó, thì nó cũng bớt, nó giảm tới 70-80% nha bà con, tức là vẫn còn, nhưng mà nó không còn cái kiểu mà đại trà mà rộng rãi như hồi xưa nữa. Mấy cái vùng ngập bây giờ cũng hiếm dần và nó co cụm lại chỉ có một khu nào đó. Rồi ở đây là cầu Hậu Giang. Bên tay phải và mì cò đây hồi xưa là bến Nguyễn Văn Tố. Bên này giờ buôn bán trên cầu hả ta? Mày dao mày kéo. Ô, bán bánh chuối chiên ha. Dạo này người dân người ta thích ăn chuối chiên ha. Nãy giờ thấy hai ba xe rồi. Chuối chiên này nhiều khi ba mẹ con cũng thèm lắm nha bà con. Chuối cái bọc nếp vô rồi ăn với nước cốt dừa. Cái món này ngon lắm rồi nha. Không biết Việt Kiều có biết cái món này không ha. Ở bên nước ngoài biết có. Ở mà cái món này dễ mà. Ở nước ngoài có nếp nè, có chuối nè. Nước dừa thì không có nước cốt dừa xay thì mình đi vô siêu thị mình mua mấy cái hộp nước cốt dừa cũng được. Trời, món này dầm dễ em. Không biết là bà con cô bác có chịu xuyên làm không? Ở Việt Nam thì không cần phải làm nha bà con. Chạy ra ngoài mua cho lẹ. Nếu mà có làm thì đi về quê làm cho nó dân dã miền Tây. Chứ còn ở Sài Gòn thì ít ai làm lắm, chạy ra ngoài mua ăn chỗ lẹ. Tính ra dân Sài Gòn hơi bị lầm biến ha. Mỗi lần ăn gì cái toàn chạy ra ngoài đường ăn không. Bà con có bác không? Cơm đường cháo chợ. Mở mấy cái quán ăn nhà hàng sáng trưa chiều tối lúc nào cũng đông. Khỏi phải nấu nướng rồi dọn dẹp rửa cực. Đó là một cái làm biến. Cái làm biến hai, bà con có bác thấy đổ xăng không? Ở nước ngoài là người ta phải tự đổ thấy bà nội luôn. Ở Việt Nam là cái chỗ nào mà bác tự đổ là ế thấy bà nội luôn á. Thích cái kiểu mà ngồi trên xe có người phục vụ. Đó, một cái làm biến thứ hai so với người nước ngoài. Ăn uống cũng vậy nha, lát nữa bà con bác vô trong cái chợ á, xin thưa bà con bác là giao tận nơi nha bà con. Ở nước ngoài á cũng có giao tận nơi nhưng mà bà con bác phải trả tiền cao hơn à. Nè, bà con bác muốn order tận nơi có người phục vụ bà con tận nhà cũng có luôn, nhưng mà bà con của bác mà kiểu đó là bà con bác phải trả tiền cao lắm. Còn ở Việt Nam ha, tao thích mày phục vụ tận nơi nhưng mà phải không được thu thêm tiền à.
thu thêm tiền nghỉ chơi. Ở Việt đó là một cái làm biến nữa. Không tin bà con có bác, lát nữa bà con bác vô rồi giả sử cái quán cơm tấm cây me đi hay là gà ta thành công đi ha, cái giá mà bà con bác ăn ở tại quán với giá mà bà con bác hay giao qua bên hẻm này cho tao cái coi bằng nhau nha bà con. Thậm chí một ly sữa đậu nành ở trong chợ cũng vậy, uống tại chỗ đó giá đó rồi, thôi lát nữa đem vô giữa này cho tôi đi đó, trộm giá đó rồi lát nữa phải đi lại rồi bưng đem đồ đem ly đi, bán chén bát muỗng đũa đem về nữa đó. Đó là bà con bác không, dân Sài Gòn có vậy, làm biến là vậy á. Rồi đường này là đường Phạm Văn Chí nè, hồi xưa đây là cái rạp Hương Bình nè bà con. Nói chung là đầu ngày nói chuyện vui chơi thôi nha bà con, tại vì cái phong cách văn hóa rồi này nọ nó khác nhau nhiều thứ lắm, đem ra so sánh thì thật ra nó cũng hơi bất cập. Mỗi vùng mỗi miền nó có khác nhau, không đừng có nói chi ra nước ngoài bà con. Giờ mình ở Sài Gòn mình so với Bến Tre thôi nó cũng đã khác rồi, văn hóa vùng miền khác. Xuống tới An Giang khu vực người Chăm là nhiều là cũng đã khác, hoặc là đi xuống cái vùng Sóc Trăng Khmer nhiều cái văn hóa phong tục tập tục nó cũng đã khác rồi đó, chứ đừng có đi nói ra tới miền Trung với miền Bắc đó. Rồi mình xa xôi quá mình đi qua nước ngoài thì nó lại xa nữa, mỗi nơi mỗi khác nha bà con. Nói chuyện vui chơi thôi chứ còn nếu mà đem ra so sánh thì nó khập khiễng lắm, sống đâu quen đó. Đấy, hôm nay YouTuber đã quay về YouTuber đã quay về, hôm qua đi không thấy hôm nay đi tầm giờ này cũng... hôm nay là 7:30 nè, sáng nay là không ăn sáng nè, bình thường mà mày còn đi ăn sáng đến tầm 8 giờ cái ba mày còn mới vô, thành thử ra cái chợ này nó dọn dẹp sạch sẽ rồi, rồi bắt đầu bắt đầu đem xe xuống thì bắt đầu người ta đi rồi, cho nên hôm nay ba mày còn không ăn sáng để đi cho bà con bác xem cảnh nè. Chợ lúc này là cái chợ người dân người phép buôn bán nè, muốn lấn muốn chiếm gì đó cái lấn chiếm, muốn đậu xe thoải mái, nhưng mà đến giờ mà vô giờ hành chính làm việc và bắt đầu là các xe bắt đầu đi đi đuổi đây đó bà con. Quá ba mày còn nói đúng không đó, bưng cái tô hủ tiếu hay gì đó đi giao đó, cho nên ba mày còn nói hả người dân Sài Gòn mình cứ khỏe lắm, ăn gì kêu ơi giao tới cái là giao hết mà giá không đổi nha bà con, vậy á, phục vụ tận răng vậy đó. Đây đây là cái cảnh chợ mà lúc này là chưa bị đuổi nè đó, bà con bác xem ôi trời ơi, trời ơi trời ơi, quẹo đâu đây, quẹo đâu đây cái ông đó thì ông hỏi tới hay gì đó rồi với bà này, bà nói là tới rồi đó, biết là lực lượng nó tới đó là bắt đầu đuổi á. Hôm nay bà mày cậu có tình đi sớm á rồi bác xem đi sớm thì sẽ thấy cái cảnh, nhưng mà vậy cũng mừng mà các người dân ở đây được buôn bán từ 4-5 giờ sáng cho đến tầm giờ này là buôn bán cũng được mớ rồi. Rồi còn khoảng 50 phút nữa bắt đầu lực lượng kia tới cái là bắt đầu cái trời trời. Khu này khu chợ cá cho nên nó hơi lầy lội chút.
sáng sớm người dân người ta đi chợ á, nói nhìn mấy cảnh chợ này thấy nó vui vui. Còn mà đi vô mấy cái trung tâm thương mại á, siêu thị á, thì nói chung thì nó sạch sẽ thì có sạch sẽ đó, nhưng mà nó không có cái nét quê quê chợ quê như bây giờ, cảnh người dân buôn bán à. Xin thưa bà con bác, ôi chết trời à, mấy chiến sĩ này à. Rồi dọn thấy rồi, bắt đầu đuổi rồi đó. Rồi thấy không, mai mốt ngày mai ba mẹ con sẽ đi sớm thêm chút xíu nữa để cho bà con bà bác thấy cái cảnh à. Ở đây này đưa xuống một xe, bên kia đưa xuống một xe à, về đuổi rồi. Vậy là để coi coi tầm thời gian nào ta. Mới 7:45 mà. À đây. Vậy là nếu mà ba mẹ cậu đi tầm khoảng 7:30 thì chắc có lẽ là bà con có thấy cảnh mà như cái chợ. Còn giờ là bị đuổi rồi. Nên đường xá rộng rãi rồi. Đó, dân quân tự vệ trời. À, bắt đầu vậy bây giờ thời điểm này mới bắt đầu rồi bà con. Đó, dẹp vô hết nè ha. Lên lề hết. Rồi giờ ba mươi cầu quẹo đây là đường Bãi Sậy. Không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào hồi xưa ở bến Bãi Sậy không? Rồi. Xưa đã qua rồi cái thời nhà tranh dách đứng, nay đã đổi đời đi về xe đón xe đưa. Mấy căn nhà này giải tỏa này giờ cũng đem về cũng bạc tỷ không nha bà con, chứ không phải giỡn đâu. Khu này mai mốt giải tỏa hết rồi bà con, để khôi phục lại với dòng sông. Ngân sách nhà nước là như là bù vô là tới mấy ngàn tỷ rồi đó bà con. Bánh trung thu đồng ký. Nên là ba mẹ gồm mới nói những cái căn nhà này bà con bác thấy nghèo sập sệ đó chứ. Họ mà bán đi cái là thu được bạc tỷ á, trở thành tỷ phú đó, chứ không giỡn đâu. Tỷ phú Việt Nam nha bà con. Ui, trời ơi, mém nữa cán miền Raymond rồi. Raymond chứ. Raymond hay Raymond thôi. Lấy. Đường này đường Mai Xuân Thưởng này, hồi xưa là cái chợ này. Đường này đường Cao Văn Lầu nè. Xin thưa bà con, bác ông Cao Văn Lầu này nổi tiếng lắm đó nha bà con. À, quẹo trái vô đường Cao Văn Lầu. Đường Cao Văn Lầu này hồi xưa trước năm 75 là đường Lê Quang Hiền. Tại sao con đường này lại được đặt tên Cao Văn Lầu ta? Ông Cao Văn Lầu này ba mày còn nhớ ông làm là ổng là ổng sinh ra hình như là ở bên cái ở dưới Long An các bà con.
ở miệt cho sông Vàm Cỏ đó, không biết chính xác, không nhớ, nói không biết thì xạo á, nhưng mà không nhớ. Hồi xưa ở đây là có cái bến xe nè, bến xe bên kia, bến xe Lam. Nói bến xe thôi với đậu vài ba chiếc à. Ồ, hủ tiếu mực đồng dữ thiệt, 45.000 tô. Âm ca Văn Lầu này là nổi tiếng nhất là cái bài Dạ Cổ Hoài Lan. Dạ Cổ Hoài Lan chắc ai cũng biết mà, phải không bà con? Bà con bác nào đi nhắc tới Dạ Cổ Hoài Lan là đều nhớ biết tới ông Cao Văn Lầu nè. Ổng sinh ở vùng Việt Long An nhưng mà sau này thì không biết làm sao á, cái ổng đi ổng xuống cái vùng miền Tây á. Mình hồi xưa mình gọi mấy cái vùng tuốt ở dưới gọi là vùng chắc cà đao á. Thì ổng đi ổng bái sư, ổng học nghệ. Và với cái bài thiên bẩm của ổng á, ổng chơi mấy cái nhạc cụ ổng chơi hay lắm bà con. Ổng học mấy cái tuyệt kỹ của ông thầy. Rồi quẹo trái qua đây, đường Phạm Đình Hổ nè, đi thẳng là trường, cổng trường Quân Báo Kè Mai. Rồi Phạm Đình Hổ quẹo vô đây là đường Trang Tử. Hồi xưa bên đây là nhà hàng làng nướng Nam Bộ nè. Rồi sau khi ổng học hết mấy cái tuyệt kỹ á, thì có bài mà Dạ Cổ Hoài Lan á, đằng sau một cái bài Dạ Cổ Hoài Lan nó có một cái điều rất là thú vị bà con, mà nó gây luôn cái tiếng vang cho ổng. Đó là hồi xưa cái thời Việt Nam mình nó ảnh hưởng bởi Trung Quốc cũng nhiều à, thời phong kiến á bà con, bị ảnh hưởng cũng nhiều lắm. Cho nên có một cái phong tục là cái gì mà tam niên vô tự bức thành thê hay gì đó, quên bà rồi. Cái câu đó là sao bà con bác nào có nhớ, bà con bác comment nhắc lại cái nguyên câu hoàn chỉnh giúp Amico á. Ý nghĩa rằng là hai vợ chồng sau khi mà cưới nhau về trong vòng 3 năm nha bà con, trong 3 năm ăn ở với nhau mà nếu mà không có con, cái gió trời trời. Ôi ôi, ông qua ông bóp cái là ngay đầu mình thấy mà nội luôn. Nha. Sau 3 năm mà ăn ở với nhau á mà không có con á thì gọi là bất thành thê, là bất thành vợ, là không còn là vợ chồng. À, là cái cô dâu đó đó, cái người vợ đó sẽ bị trả về cho gia đình bên vợ nha bà con. Ha. Tam niên vô tự bất thành thê. Thì cái ông này với bà vợ này thì ở 3 năm, hơn 3 năm mà không có con. Thế là gia đình của ông bắt buộc ông phải từ vợ, bỏ vợ. Nhưng mà ông này ông thương cái bà này lắm. Nên ông không có muốn cái đó. Cho nên ông mới mượn nhờ một cái người, chợ này là chợ gà nè bà con. Ông mới gửi vợ, ông không có trả vợ, ông về bên gia đình vợ. Hồi xưa cái thời phong kiến đó nha bà con, cái này nó ghê lắm nha bà con. Một người vợ mà bị trả về gia đình vợ là gia đình vợ bị nhục mặt lắm đó nha bà con. Nhục mặt với lỗi làng xóm láng giềng này nọ à. Lúc đó người ta gọi là gì ta, vô phước á à. Cái thời phong kiến đó là cái thời mà cái vai trò của người phụ nữ á nó không có được đề cao lắm à. Và mấy ông mà có người cha mà có con gái vậy á, là ông cảm thấy ông nhục nhã, ông xấu hổ lắm. Bị con của mình bị trả về ha, xấu hổ lắm. Thì ông này ông thương vợ ông quá cho nên ông không có trả về, mà ông sẽ gửi một cái nhà một cái người ha, người thân ha. Rồi sau đó thì ông mới buồn nhớ vợ, ông mới viết lên cái một cái bài gọi là bài Dạ Cổ Hoài Lan ha. Nhưng mà trời không có phụ lòng người bà con, sau 3 năm thì không có con thôi.
Thì trong quá trình mà ông gửi vợ ông cho cái người người thân á nuôi giùm á, thì ông vẫn hàng đêm thì ông vẫn qua lại và cuối cùng ông cũng có con nha bà con. Đó cũng là cái kết cục có hậu mà mình cũng cảm thấy là cái cuộc sống hồi xưa, cái thời phong kiến đó, cái vị trí của người phụ nữ họ bị thiệt thòi lắm rồi đó. Bây giờ trên thế giới thì nhiều quốc gia thì vẫn còn, nhưng mà xã hội càng ngày càng hiện đại, và Việt Nam mình thì từ từ nó cũng đã bình đẳng giới rồi. Hồi đó ở Việt Nam mình nó còn vợ còn bị quýnh dữ lắm nha bà con. Người ta còn có cái câu mà không biết bà con bác còn có biết cái câu mà gọi gì là dạy con từ thỏ còn thơ, dạy vợ từ thỏ bơ vơ mới về đó bà con.